các bạn. Mời các bạn ngắm một tác phẩm sung rất đẹp. Cây này anh lấy về lâu chưa? Cây này lấy về đến thời điểm này là tròn 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng. Lấy 8. Tháng 8 năm ngoái. Đấy, thế mà anh đã nuôi được giàn tay ghê này kìa. Đấy. Tháng 8 năm ngoái mà nuôi chế độ là chỉ có ăn nước thôi. Nhưng mà phải chịu khó là tưới. Mỗi ngày tưới một lần. Phải nói là anh cũng tìm được những tác phẩm này ác đấy nhỉ. Cái bệ này chiều ngang của bệ là 3,5 m. 3,5 m. Rồi, một chiều là 3,5 m, một chiều là 2 m 2,3 m. Đấy. Một chiều 2,3 m, một chiều 3,5 m. Nhưng con này nếu mà để mà nếu mà chốt hạ chuẩn thì nó là bao nhiêu? Là chốt hạ chuẩn là 200. Bao nhiêu? 200. Đấy. 200. Rồi, 200. Hiện tại bây giờ là các đồng chí là giả như thế nhưng mà chốt là hạ là 200. Ừ. Nhưng mà những người người ta đã máu nhất là giả đến tầm nào rồi? 150. 150. Rồi, 150 triệu. Nhưng mà không 150 có. Là ông ở đâu đấy? Tại biển 17 Thái Bình. À biển 17 à? Ừ. Về vậy là Thái Bình rồi. Ừ. Anh đứng lên trên để em nhìn xem nó to hơn người bao nhiêu, cao to hơn người bao nhiêu. Cái này mai kia anh làm xong thì nó chỉ tầm được khoảng 2 mét thôi nhỉ? 2 mét 3 là tổng bóng. Tổng bóng 2 mét 3. Cả quả phúc. Các đường cút này là để theo chuẩn này đấy hả? Rồi chuẩn, không cắt giật. Ừ, cắt giật. Chơi theo lối mới, gọi là lối cắt giật. Con này vanh thì nó bao nhiêu? Vanh thân loại này. Vanh con này nó cũng tầm khoảng trên cũng gần 400. Chuyển 400 rồi. 200 triệu cho một tác phẩm sung. Quá kinh điển, phải nói ông chủ ông sưu tầm ác. Ngày xưa con này anh đánh thì chắc là trả hết bao tiền nhỉ? Ngày xưa mang về đây thì nói làm gì. Nhưng mà đang để trong chỗ này quây đang là 4,5 m. Ừ. 4,5 m, gần 5 m. Gần 5 m, gần 5 m trong cái chỗ này. Quây ở trong cái bãi cát này. À. To quá, quay ở đứng ở xa mới nhìn thấy được. Không lấy được hết đâu. Lấy hết cả bóng này. Oh, vừa lùn, lùn lực à. Chất lùn lực. Địa chỉ mình đây là ở đâu nhỉ anh nhỉ? Đây là thuộc Đồng Vương. Đồng Vương Yên Thế Bắc Giang. Yên Thế Bắc Giang. Số điện thoại của mình là bao nhiêu nhỉ? Của anh là xem có hai số. Lấy cái số nhớ nhất là 0837 515 995. 0837 515 995. 515 995. Còn một số là 0860 à. Thế ví dụ như của anh em là mà nó kết thật sự con này thì hiện tại thời điểm này nhá, thời điểm này là nếu anh em nào yêu nó và nuôi tiếp làm chinh phục cho xong thì là 200. 200. Chứ còn nếu mà để mình mà làm xong thì cũng chưa biết được. Có lộc lá. Đấy, 200 rồi sẽ có lộc lá. Có lộc lá. Rồi, anh em nếu chung kết được thì sẽ có lộc lá cho anh em. Quyết định chưa? Quyết định chốt hạ. Quyết định mà anh em nào mà có nhu có gọi là cùng cái đam mê muốn chinh phục. Rồi, chinh phục cụ này. Rồi. Đây tạm gọi là cụ sung, rồi, bởi vì trông cụ to quá. To quá. Tuổi thì chưa không biết là có gọi là cụ hay không nhưng mà nó to quá. To quá. Vỏng dây 400. Đấy. Khờn mẹt. Nói chung là cũng nổn được rồi. 2,3 m tổng bóng. Hoàn thiện xong là 2,3 m. Còn thiếu cái bóng. Thiếu bóng, thiếu tay cảnh. Đấy, đang nuôi. Đang nuôi. Thiếu cái chậu. Chậu này, chậu ấy đặt rồi. Anh không những sở hữu cụ sung mà anh còn có cả cụ ruối nữa thì phải đúng không? Một dàn cụ ruối. Đây một dàn cây của thời kỳ 2010 đây hả? Ừ, bên trong là dàn 2010 nhưng bên ngoài là của 2021. Dàn trong này là giới thiệu anh em là dàn của 2010, một cơn siêu bão cây cảnh 2010 đi qua để lại cho anh một vườn cây rất nhiều tác phẩm đẹp. Anh em nào yêu mến cụ si có cả cổ vỡ trong kia. Thế còn đây là cụ ruối. Có được gọi là cụ không?
Cái này thì chắc chắn là cũ. Chắc chắn là cũ à? Không có bản cải. Nè. Vòng dây bao nhiêu anh nhỉ? Đường kính hiện giờ là đang là đường kính 50. À. Cao hiện giờ là đang 2m3. À. 2m3. Hoàn thiện xong là nó tầm 2m5 tổng bóng. Rồi. Nếu như anh em nào người ta kết thì giá. Cái này là hiện anh em nào kết trong thời điểm này vì nó chưa hoàn thiện về bông tai hẳn thì nó rơi vào khoảng 30 triệu. 30 triệu. Sau một tóc khoảng dưới. Rất to. Chứ còn nếu mà con này mà cây này mà hoàn thiện này, thì nó lại là không, không nói đến. À. Vì bộ răm bông là chưa hoàn thiện. Thế anh có bí quyết gì mà anh sưu tầm được những cây khủng thế này? Đam mê. Nói chung là nó là đam mê. Còn cái thú đam mê nó ra là sẽ đi đâu là gặp là sưu tầm. Rồi. Và đồng thời là tìm để chinh phục. Đó. Đây gọi là cụ xanh này. Lại một cụ xanh nữa. Rồi, cụ xanh. Anh có thể đứng một gốc để so sánh được không nhỉ? Hôm nay đến nhà anh bạn chơi có một anh bạn anh sưu tầm toàn cũ thôi. Đấy. Đúng là cũ thật. Cụ to quá. Cụ có một cái gốc gọi là gốc bồ ngoạn chỉ. Gốc bồ ngoạn chỉ, dáng trực, dòng xanh lá móng. Xanh lá móng. Dòng xanh lá móng. À. Không phải dòng quê mà dòng xanh lá móng. Rồi. Còn cây này thì có chương trình cho ra hay là vẫn để thêm chinh phục? Con này là nó thiện thật là đang muốn chinh phục. Thế à? Đây, cho anh em xem lá. Khả năng phải vào tận gốc để quay mới được. Không có gì. Chinh phục tác phẩm. Ngày xưa là vẫn có các cụ gọi là lá hài đấy. Nó là cái dòng lá nó nếu mà khi hoàn thiện xong đây là đang nuôi. Nên là chế độ vẫn còn đang nuôi cấy cả rễ xuống. Vòng dây của cụ này là bao nhiêu nhỉ? Vòng cây cụ này nó không kém gì là nó vào khoảng 350. À. 350 sấp xỉ 400. Phần bệ và phần thân đấy. À. Bệ của nó là hiện giờ là đang ở trên nằm trên cái chậu là đang chậu 2m5. 2m5 chiều dài. Cụ này thì rất oách ở nhưng mỗi cái là chưa có tay cành. Đấy. Nhưng tạm thời gọi là cụ non nhá. Nhỉ? Yeah. Tạm thời cụ non. Gọi là cụ non. Đây là cụ non. Bởi vì cụ non. Cụ chưa có tay cành. Thế là cụ chỉ được làm cụ non thôi nhá. Cụ thấu cảm. Rồi. Đúng là cụ thật. Non. Nhưng mà là cụ non. Đấy. Khi nào cụ đủ tay cành thì cụ sẽ được làm cụ chính thống. Cũng quái đấy nhỉ. Yeah. Cũng có những cái điểm này là điểm. Vỏ khô tán này là lên, không phải đơn giản lên địa y rồi, cũng lên địa y. Đấy. Nên vì là do là đang nằm trên một cái sập. Và cái sập này thì đây. Đâu, vì đang nằm trên một cái sập nó rất ít đất, nên ra là mình phải nối rễ. Nối rễ để nuôi được. Phải nuôi. Nuôi rễ để nối chứ không phải là nối rễ. Nuôi câu. Câu nối rễ. Câu rồi. Để gọi là hình thức là nằm trên chậu nhưng vẫn phải nuôi vì nó quá to, lượng đất không đủ nuôi, bắt buộc phải làm bằng cái hình thức là cho nó nối rễ xuống để nó đủ ăn để nuôi toàn bộ vì là đang. Nhưng mà hỏi thật anh nhá, ví dụ như sau này mà có anh em nào người ta muốn đón cụ này về để chăm sóc thì thay anh thì ý anh thế nào? Thì anh vẫn gọi là ai cứ yêu mến anh vẫn nhượng lại. Vẫn nhượng lại. Nhượng lại cho anh em yêu mến. Thế cái giá để mà nhượng lại cho anh em thì là bao nhiêu? Anh cứ báo thời, chuẩn. Thời điểm này là nếu anh em nào mà chung kết gọi là yêu mang về nuôi tiếp thì anh cứ nhượng lại với cái giá là anh em thương lượng và đồng thời là ấy là cứ điện thôi mà số điện của mình. Và số điện của mình thì nó dễ. Không công khai giá. Không công khai giá bởi vì là con này nó là con dòng xanh lá móng nên là đúng. Cứ phải gặp công khai ra sao cụ Phật ý. Nhỉ? Yeah. Rồi. Đúng. Đấy. Vì là muốn là gặp trực tiếp. Rồi, ok. Vì nó là dòng lá móng đấy. Thế lại sang bên này là con gì đây? Đây là cụ ruối. Cụ ruối à? Ừ. À, cụ chết nhầm lại gọi là con.
không sao, cụ cho phép mà. Cụ thông cảm nhá. Cụ bảo là đây là các cháu là con nói nhầm không sao. Đúng rồi, nói nhầm sao. Cụ này vòng dây cũng, cụ này là đường kính hiện tại giờ là đang là đường kính 50. Vòng dây 150. Đường kính 50. Cao 1.5 không? Cao 1.3 tổng cao bóng. 1.3. Đấy, tổng bóng là 1.3. Cụ này cũng được đấy. Cụ này là gọi là cụ lùn. Cụ lùn. Đúng là đương đại. Cậu hơi thiếu với chiều cao. Hôm nay vào vườn cây nhà anh bạn chơi, anh sưu tầm toàn cũ thôi. Rất đẹp các bạn ạ. Nói chung cây này nếu mà mai kia mà làm xong mà làm được thì là cũng đẹp đấy. Rất tuyệt vời. Các bạn xem cho xin một nút chia sẻ và một chấm đăng ký để được sớm đón nhận được những chương trình mới. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.